bốn đạo gần xa ghi nhớ, phải thi hành phận tớ cho xong. Để sao đến việc lòng đông, xác thân khó thấy mây rồng hồi kia. Chữ trung tinh chạm bia trước mộ, người phượng thờ đặng độ chúng sanh. Cái đoàn thì ở Bến Tre, còn ở đằng này thì ở ở đây ở ngoài hả? Dạ. Em từ Bến Tre lên đây là nhờ cậu trưởng đoàn này coi như dìu dắt đi khắp nơi. Dạ. Chào cô. Chào. Chào phái đoàn. Dạ. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 24 tháng 4, cũng là ngày dằn tới đám giỗ Đức Bà nha quý vị. Đám giỗ Đức Bà là nhằm ngày 26 tháng 4, cũng là 2 ngày nữa tới đám giỗ rồi. Mà hôm nay là bà con tín đồ dằn xa đều đến cúng, cũng thấy cũng rất là nhộn nhịp. Mắt nhìn trần đó niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa xa. Muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 24 tháng 4, cũng là ngày gần tới đám giỗ của Đức Bà. Đám giỗ Đức Bà thì nhằm ngày 26 tháng 4. Hôm nay đồng đạo cũng đến cúng giếng rất là đông nha quý vị. Thank you.
hôm nay con đi đâu? Nói lại đây. Dạ yeah, mẹ con gói bánh tét hả? Dạ, bà con nữa, bà con nữa. Gói bánh tét ở đâu con? Ở tủ đình. Vậy hả? Gói bánh tét ở tủ đình đang chuẩn bị đám dỗ Đức Bà. Vậy là con đi theo bà với theo mẹ, đang bà với mẹ gói bánh tét hen. Đang chuẩn bị đám dỗ Đức Bà. Chào bà đi. Rồi. Cưng không? Chả thương cưng không? Quá đi cưng rồi. Vậy là con đi theo bà với mẹ thì gói bánh rồi, con thì vô cúng nghe. Dạ dạ đi con. Bye bye bà. Rồi. Gia Hằng phải không? Dạ. Con học lớp mấy? Con học lớp mẫu giáo, cái con nghỉ hè rồi con lên lớp 1 rồi. Vậy sao con nhiêu tuổi? Con 6 tuổi. Quá cứ thấy cưng rồi. Con có biết niệm Phật không? Sao con niệm đây? Quá giỏi luôn, quá ngoan luôn. Bác hả chị? Dạ, đi gói bánh tét. Dạ. Chị mua bát từ đó không chị? Đắt không chị? Cũng được, chị cũng hơi chậm chạp. Dạ, bữa nay thì các bà con mình chưa đông, chắc ngày mai mới có đông. Ngày mai mới đông. Ngày mốt là chánh lễ nha chị. Rồi. Dạ. Mấy chị ở đâu? Dạ em ở bà bên Chợ Mới. Dạ. Rồi bên Chợ Mới mà mình qua đây mình gói bánh tét tiếp đó ha. Dạ. Năm nào cũng đi không chị? Thì nói chung là có rảnh thì cũng có đi chị. Dạ. Dạ. Mình đi qua được mấy xe chị? Đi ba xe là 6 người chị. Dạ. Bé luôn đó. Dạ. Đây dạ. Là ba bà cháu đi gói bánh tét nha quý dạ. Vị. Chúc chị mua mai bán đất nha. Dạ. Còn hai, dạ. Còn hai bà trong đó chưa bước ra ha. Rồi cảm ơn mấy chị hết trơn dạ, ha. Dạ. Dạ. Rồi, dạ. Bye. Dạ. Phái đoàn này ở Chợ Mới đi gói bánh ở Tô Đình nha quý vị. Gói bánh để đám dỗ cúng lễ dỗ Đức Bà. Nè quay lại nè. Đây chào để vô gói bánh đi. Rồi phái đoàn đã đi vô để gói bánh nha quý vị. Cúng xong rồi bắt đầu lên xe ra về nha quý vị. Đây.
đưa mà đuổi ra luôn á. Tôi đọc cái bận 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 cái cả nó tôi bận vậy chịu nhiều thôi không chịu ra. Hôm nay là ngày 24/4, cũng là ngày gói bánh tét để ngày 26 là cúng đám giỗ Đức Bà nghe quý vị. Nay ngày 24 bà con tụ về tổ đình gói bánh rất là đông. Gói bánh hả mấy chị? Là cái chị ơi, bữa nay đi gói bánh ha chị. Dạ. Ô, chào nha. Tèn ơi, đi đông không? Đi đông không? Dạ, 101. Bữa nay có bánh thấy vui quá ha chị không? Dạ. Ăn, bởi chị đi ăn, chị có đi không? Nó nghe nè, ăn. Hình như là vợ anh mới cho cái con không? Dạ. Cái gương nó thức kìa con. Hay nghe không quý vị? Mấy chị này có bánh tét. Có bánh tét chuẩn bị đám giỗ bà hả chị? Dạ. Năm nào cũng đi gói hả chị? Dạ. Dạ. Cúng bà. Không có cúng không hả ba? Dạ. Năm chín năm nay 25/6. Đây gói bánh rất là đông nha quý vị ơi. Đưa lên đâu đây? Ồ, đưa lên truyền hình. Đây là cái chỗ rút nếp quý vị. Chảo luôn hả? Thank you.
đây đây vậy đó hả? Đây nè, nè giờ mày ai ai nè à, à, lô bánh tem quá đẹp ha. Rồi đây nhân đó, nhân đó quá dầm dò nhân quá ngon quá bé quá ngon. Vậy là chị nữa đưa lên sao gặp? Đưa lên gặp cô bảy miền Tây. Cô bảy miền Tây hay rồi. Dạ. Là gặp ha. Dạ. Giờ sao không thấy hình mình sao không gặp? Đây, rồi? Qua đây. Bên này thấy bên đây ha. À, thấy bên đây rồi. Bên bắt đầu qua đây. Đây quý vị ơi. Đây là những vị gói bánh đây. Cô bảy miền Tây là gặp nè. Thấy miền Tây đó. Là gặp nè. Chị ở đâu mà đi có bánh hả chị? Chị ngang, chị ngang. Dạ, chị lên hồi nào chị? Tổng trưởng, lên gói. Lên hồi nào hả chị? Lên 8 giờ. Vậy là trưởng đoàn phải không? À. Có chứ. Đây, lính của chị đây. Lính là phải nói gì nghe đấy nha. Ờ, chắc chắn không nè. Chắc chắn không. Đây, đây nha quý vị đây. Đây đang ngủ đâu bánh tét nghe quý vị. Có quá quá nhiễm nha quý vị đây. Ồ. Phố đoàn đâu? Phố đoàn. Chào quý vị đi phố đoàn ơi. Phố đoàn còn ngại nha quý vị, thông cảm nha. Đây trưởng đoàn là rất vui vẻ nha quý vị. Trưởng đoàn, nhà chị quý đoàn. Đúng đoàn phó đoàn, chị ơi, vậy mình gói ngày nay rồi không? Rồi ngày nay ha, ngày nay rồi bao nhiêu ngày? Vậy chị nghe, chị nghe cô bảy miền Tây, cô bảy miền Tây là gặp mình. Vậy mình có nghe gói bao nhiêu nít không? Bởi vì mình không có nghe vậy nữa. Là có nhiều nít chưa nghe không? Thì lên biết bây giờ chưa có nghe. Trưởng đoàn mà mấy ngàn đoàn đó cô à. Trưởng đoàn chưa nắm bắt được mình. Mới lên cái dầu gói luôn. Không gặp ai chơi nghe. Dạ. Là chỗ chuối rồi đó. À đây, đây là chị mình nữa nha quý vị. Ơi để vô hấp vậy là để bánh vô hấp. Đang để bánh vô hấp. Ơi đây nè. À đang chắc vô nè. Vậy là đang chắc bánh vô hấp nha quý vị. Đây. Đây là bánh tét gói rồi nha quý vị. Đang chắc vô nồi để đây mấy chú buộc chùm lại. Buộc chùm lại để mình dễ xách lên mình để vô nồi nha quý vị. Làm rất là vui quý vị ơi. Chăm nước chưa nào.
Đây là những cái nồi mà hấp bánh tét nha quý vị. Mới chắc vô đó. Bây giờ mấy chú này đang chậm, đang chậm lửa, quá cháy luôn. Ốc 300 kg đấy. Món gì mà nhìn ngon dữ luôn các bạn. Dòm hết sức là ngon luôn. Cô này nói là hộp vịt ăn cơm tắm nha quý vị. Đây là chuẩn bị những món ăn cho những chị em mà gói bánh tét đó, để dùng như bà con đến cúng giếng để dùng. Là đáy nước. Đây, đáy nước đây nha quý vị. Hai con múc nước đãi thôi bà con đó hả? Dạ. Múc hơn 200 ly rồi. Vậy sao? Múc vậy giờ mình có mệt không? Cũng giò. Vậy đú giò luôn mà cũng vui phải không? Tại làm được việc thiện. À, con múc nước rồi nhưng mà con cũng vô tiền con làm việc thiện. Con làm gì con vui không con? Dạ vui. À. Nhưng mà rất là vui. Quá quý luôn. Con nói sáng giờ múc nhiêu ly rồi? Dạ cũng hơn 200 ly rồi. À. Đấy, 100 ly, 200 ly. Chết đâu cái sữa rồi. Đây là xào nếp nha quý vị, xào nếp để gói bánh nha. Đó là chế nước cốt vô chảo. Nước cốt có mà chữ đâu à, bưng nếp nè. Xuống đây nếp có hỏi chưa, có hỏi nhiều rồi nếp chưa? Chưa. Dạ bây giờ chữ đoàn đang bưng nếp xuống đang cho bà con gói nha quý vị. Mà đã quá. Dạ. Ô chào nha, chào chị, hôm nay chị đi gói bánh hả chị? Gói bánh, gói bánh. Dạ. Đưa chiếc chiếc vô, đưa chiếc chiếc vô. Gói bánh tét mà đều có cái là mình phải nhận cái gì đây, nhận mới có gói. Để thôi cái tổ khác ta nhận cho mình có thì gói. Có được chưa? Cháy. Có được chưa? Cho giá luôn nè. Cho miếng cho giá luôn đó. Quay đi, miếng thoải mái. Mình sợ là cái gì cũng có đi rồi. Nói lớn hay nói nhỏ? Nói xuống đi. Mà cầm đi chỗ không? À bây giờ xin mời tổ trưởng ngồi xuống. Tổ trưởng.
đổ chén thôi chú Nga nói ít đôi lời đây hôm nay dạ cô bảy miền Tây dạ. Rồi hôm nay cô bảy miền Tây nay là ngày 24 tháng 4 niên giáp thình cũng ngày chú bắt dỗ Đức Bà và em có tụ hội gì đây để gọi chú ngày cái miền Đức Bà vậy vui vẻ năm mới mình hẹn gặp lại dạ cô bảy miền Tây quay để mà các tỉnh để mà xem dạ hôm nay là mình cập nhật thì đi rồi cho bà con ta lên xem bà con đọc đạo lên xem thấy đến ngày 26 đến đây cũng lễ Đức Bà dạ đây là trưởng đoàn nghe quý vị ở đây là trưởng đoàn thay mặt bà con gần xa cảm ơn nha chị trưởng đoàn rất nhiều nghe tại vì mình có nhân viên chỗ này nhiều à, đúng rồi dạ. Dạ. Ông hai 80 tuổi mà giờ còn khỏe mạnh quá em. Chắc nhờ ông hai niệm Phật nhiều lắm. Niệm Phật nhiều lắm. Mấy chú ngồi đây để buộc bánh tét nha quý vị. Buộc xong ở đây là gói. Gói xong rồi buộc, buộc rồi để vô nồi hết. Đây là khu vực lặt rau tươi nha quý vị. Rau hoa quả tươi. Nha quý vị. Buôn nước đãi cho bà con gần xa người đi hành hương người làm trong bếp gì cũng có uống hết quý vị ơi đây là cái khu lặt rau nhút như quý vị. Đây em bé ơi em bé tên gì bây giờ nói gói bánh tét mà giờ bánh tét đông quá rồi mình qua lặt rau nhút ha dạ dạ bên đây thì lặt rau nhốt bên đây thì lặt rau dừa bên đây thì lặt rau quế cho quý vị
chả quay về giờ lên nha. Chào mấy chị nha. Dắt vui. Dạ. Bà dắt vui. Dạ. Gói bánh đặt rau. Dạ. Chị em đều cho đều đặt rau với để tiếp ăn con đường tu thiền. Dạ. Mình chuẩn bị ngày mốt tới để dỗ hả chị? 24, 25, bữa nay 24. Bữa nay 24. 25 mới tới rồi. Chiều nay cũng 1 triệu. Nhà mơi. Nhà mơi với cũng 1 triệu, 26. Vậy hả? Dạ. 26. Ai dưới chùa nhà mơi mới đúng. Rồi, chúc mấy chị mạnh khỏe ha. Chúc bạn mình nghe. Dạ. Bạn mình là... dạ. Bạn phát tâm chưa? Rồi chị. Rồi. Phát tâm Bồ Đề. Dạ. Mà tiến vào đường Phật pháp. Dạ. Nhiễm màu. Dạ. Thì này là dán tiến lên. Dạ, dán tiến lên. Ai chị vào Phật. Dạ, chị em mình cùng tiến lên. Dạ. Dạ. Mình chót rồi đó. Dạ. Rồi cũng cảm ơn mấy chị hết ha. Dạ, dạ. Mì nha quý vị, quá nhiều rồi. Bây giờ trời mưa nha quý vị, trời đang mưa cũng lớn nha. Hôm nay là ngày 24 tháng 4, là ở trong bếp có gói bánh tét để chuẩn bị cúng năm giỗ Đức Bà nha quý vị. Xe du lịch đồ cũng tới cũng rất đông. Mà hôm nay trời đang mưa quý vị ơi. Mưa cũng lớn. Bà con dắt này vô đục mưa trơn, không thấy người nào ngoài trơn. Mưa càng ngày càng lớn quý vị ơi. Này. Hôm nay là ngày 24, mình quay để cập nhật lên cho quý vị xem. Để mình biết ngày mai là ngày 25 cúng mâm chiều, ngày mốt là ngày 26 cúng mâm chánh, cúng lễ dỗ chánh của Đức Bà nha quý vị. Video mình đến đây đã kết thúc. Xin kính chào. Xin hẹn lại ngày mai và ngày mốt nha quý vị.